Bạn cần một dịch vụ kèm hơi, một nơi bán robot uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn, nơi bán robot rẻ nhất tại Việt Nam. Cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 robux. Đến ngay shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24/7 khi bạn gặp lỗi. Vào đây để ủng hộ cho mình nha. Hey yo, xin chào các bạn, chào lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp tựa game Onslaught Tower Defense. Thì ở trong cái video trước mình đã gọi là cho anh em coi review sơ qua về cái Star Pass, hay là đúng hơn là sổ sinh mệnh ở bên mà Onslaught đó anh ta anh em, nhưng mà anh em có thể hiểu nó là cái thẻ tháng đi ha. Mình sẽ gọi nó là thẻ tháng đi cho nó dễ. Thì mình đã sơ bộ qua thì mình đã biết cái cách được để chúng ta đi up cái cấp này lên anh em, mà up cái tier này lên, cũng như là mình sẽ hôm nay mình sẽ đầu tư một ít robot để chúng ta mua cái này để trải nghiệm cho anh em coi thử coi là như nào. Thì trước tiên chúng ta sẽ nói thế này, đã làm sao để lên cấp cái này trước nha anh em. Hoặc mà mình nói về cái này trước đi, thì cái này thì nó là cái battle pass, thì mình cứ gọi là thẻ tháng ha. Thẻ tháng lần này thì nó sẽ liên quan tới cái bộ anime là cái gì Jujutsu no Kaisen, thầy bói đại chiến, thầy cúng đại chiến gì đó. Mình không có coi cái đó nên mình không biết, nhưng mà mình biết nó là cái gì, thầy cúng đại chiến. Thế nên là những cái con mà ở cái top tier này anh em, cái top 1 á, nó sẽ là hai cái con mà ở bên thầy cúng đại chiến. Mình không biết đúng hay không nha, nhưng mà mình nhìn mình nghĩ là nó như vậy nên mà. Rồi thì những cái phần quà mà tặng thêm của nó thì nó sẽ có thêm một số cái con bên anime khác, rất là đáng mong chờ luôn anh em ạ. Rồi thì chúng ta sẽ nói như thế này, cái battle pass này nó sẽ chia làm hai phần. Một phần là phần nạp, đó, nạp là nằm ngay cái đây, ngay cái màu vàng mình nói nè. Thì một tí là mình sẽ mua bằng robux là mình sẽ có cả hai phần. Một cái phần là cái phần thường là ngay đây, dành cho những cái bạn mà chơi mà free to play các bạn có thể nhận được. Thì 3 ngày là một lần là các bạn sẽ được mở ra thêm 10 cái tier mới, hiểu không? 3 ngày một lần là bạn sẽ mở được 10 tier mới. Như mình ở hiện tại á, là mình đang ở cái tier mấy, mình đang ở cái tier 3 nè. Thì mình có thể cày lên tier 10, sau đó là mình phải đợi 3 ngày sau mình mới mở tier mới này mà. Rồi bây giờ thì mình không nói nhiều nữa, mình hãy mua cái này trước đi ha, để mình chém gió nó mượt mà hơn anh em ạ. Rồi thì mình sẽ mua cái này nha anh em. Mua cái này xong thì chúng ta sẽ có được một cái Star Pass hay là một cái huy hiệu trong người anh em ạ. Đây, đây là cái Star Pass mà mình có nè anh em ạ. Thì chúng ta có thể trade được cái này hả? Mình không biết là trade cái này nó có thông minh hay không nữa, nhưng mà mình nghĩ là thôi, chúng ta không nên đi trade làm gì cho nó mệt. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhận nha anh em ạ. Mình sẽ nhận cái con này. Con này thì nó có tên là Ramsay. Nó là cái nhân vật mà vua đầu bếp ở đâu đó anh em ạ. Mình không có nhớ nó là cái con nào, nhưng mà nó Ramsay ở đây là nó đang muốn ám chỉ tới đầu bếp anh em ạ. Rồi một tí mình sẽ review luôn nha anh em ạ. Ở đây mình sẽ nhận được một kim cương nè, tại mình đang ở cấp 3 nè anh em. Đây, nhận được 75 kim cương nha anh em. Và mình sẽ nhận cái này. Cái này là cái gì? Hai skip ticket, tức là hai cái này nó sẽ giúp cho mình gọi là skip rồi anh em. Ô, cái này chúng ta có thể gọi là mua cho những người bạn của mình. Wow, cái này hay nha. Cái này thì chúng ta có thể mua xong ta trade cho những cái người bạn của mình, cũng rất là hay luôn anh em. Để coi thử coi nếu mà mình cài xong hết rồi mình trade á thì nó có hợp lý không nhé anh em ạ. Nếu tại vì nếu mà cái này mà trade được á anh em thì có thể là chúng ta sẽ chơi một cái nhóm bạn, chúng ta hùng tiền lại, chúng ta mua một cái, chúng ta cày lên cấp 100 xong ta dục qua dục lại, nó vẫn hay mà anh em, đúng không? Rồi thì từ từ đi, chúng ta cứ nhận cái này trước. Nhận cái này được 100 vàng thôi anh em ạ. Cái cấp 2 cũng được có 100 vàng thôi, nó cũng không có nhiều lắm. Rồi, bây giờ thì mình đã nhận được cái con Walk Traveler này. Rồi thì bây giờ hãy cùng nhìn sơ bộ nha anh em ạ. Chúng ta sẽ nhận được cái gì trong cái battle pass này. Tên sẽ đi review hai con cho anh em coi. Thì trước tiên á là chúng ta sẽ có là ở đây, ở cái bình thường nha, mình sẽ coi cái bình thường trước nè. Cái bình thường thì đa số là vàng nè với kim cương là chính, đúng không? Vàng kim cương là chính. Chúng ta sẽ có được một cái thẻ skip ở đây, một số cái mà tăng ẹp và một cái chúng ta free mà chúng ta vẫn nhận được một cái capsule nè anh em ạ. Ở đây thì nó sẽ là vàng, cái này nó làm mờ lại cho chúng ta bí ẩn một tí, nhưng mà đại khái thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái capsule nè. À, cái capsule này thì mình có rồi anh em ạ. Tí mình sẽ mở cho anh em coi. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái capsule nữa anh em, nhìn nó hơi lạ một tí xíu. Nếu mà mình đoán không lầm á nha, cái này là cái snow capsule. Thì nếu mà anh em nào mà đoán được cái này là cái nào á thì anh em để lại bình luận cho mình. Rồi thì chúng ta hãy cùng lướt lên tiếp coi thử coi. Ở đây chúng ta sẽ có được một cái nhân vật gì nè anh em ạ. Mình không biết nó là nhân vật gì nha anh em, nhưng mà thôi anh em mà biết để lại bình luận cho mình. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái capsule và nói ra cũng nhiều capsule chứ, 3 capsule là 4 capsule nè. Đấy, 4 capsule. Rồi ở đây là 5 capsule nè. Ở đây nó là mờ luôn, không thấy cái gì ngay đây luôn anh em ạ. Tia xăm chín sẽ là một cái tia rất là bí mật, giống như cái số xăm chín gì đó. Rồi thì tiếp tục thôi anh em ạ. Đây nó sẽ có một cái trứng anh em, cấp 73 chúng ta sẽ có một cái trứng. Cái trứng này khá là lạ anh em ạ. Không biết cái trứng này là nó có gì hay không nữa, nhưng mà nhìn nó khá là xịn đó anh em. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái con ở cái 76 này là con Jin Ác gì đó. Jin Đi Ác gì đó mình không nhớ, nhưng mà nó là cái con nó là cái con secret ở trong Anime Fighter anh em ạ. Lúc trước mình có chơi mình biết. Rồi tiếp tục lướt lên, chúng ta sẽ có một cái nhân vật. Nhân vật này thì theo bạn ấy nói là cái nhân vật trong Attack on Titan. À không phải, ở trong
Sword Art Online. Mình không biết nó là con nhân vật nào thì anh em biết để mình. Ở đây cái capsule thứ 6 cũng rất là nhiều capsule luôn. Ở ngay cấp tier 96 nó sẽ cho mình một cái trứng gì tròn tròn này anh em ạ. Và ở cái tier 99 nó sẽ cho mình một cái gì nữa nè. Nhìn nó rất là xịn sò con bò luôn. Ở đây thì nó sẽ cho mình cái con này. Tức là anh em cày free 100 trận chúng ta vẫn lên được nha anh em. Thì nếu mà anh em muốn lên cấp này thì anh em chỉ cần đi một trận ải thôi là được. Bên đây chúng ta sẽ có nè, mấy cái này cũng bình thường anh em ạ. Đa số là cho kim cương nó sẽ tốt hơn. Bên đây mình nghĩ là sẽ cho nhiều ở kim cương. Một số cái bị ẩn anh em ạ. Nào mình sẽ lướt nhanh nha anh em để coi nó có cái gì bí ẩn. Ngay tier 35 nó sẽ có một cái gì bí ẩn nè anh em ạ. Nhìn khá là hay ho nè. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có một cái nhân vật ở tier 45 và chúng ta sẽ có thêm được cái này nó mở quá, mình phải nhìn gần lại nha anh em. Xin lỗi. Ở đây nó có một cái con gì đó hấp dẫn ở tier 64 nè. Đấy. Lướt lên trên cao hơn nữa thì ôi cái trứng là tính mình thấy đó nha, là cái nói thật á là cái mua anh em. Chúng ta thấy là nó có nhiều gem thôi. Chứ mà nói thật á là mình thấy là cái bên cái này nó cũng xịn hơn em ạ. Mua thì nó nhiều gem hơn thật đấy, nhưng mà nói về cái mức độ mà cho chúng ta mà cái quà này mà mình nhìn thấy bên đây có vẻ nó xịn hơn em, cái thường nó có vẻ xịn hơn. Thì thôi đi, nữa mình sẽ từ từ mình nghiên cứu sau. Bây giờ thì chúng ta đã có hai cái nhân vật mới này mà. Hai nhân vật này chúng ta sẽ không chơi được nha anh em. Đấy, con này là con World Traveler. Thì nó mình không biết nó là con nào, còn con này là con Roden Gamsay và nó có blessing nha các bạn. Đây, blessing. Ủa. À, anh em có thấy cái blessing của mình không anh em? Đó, cái blessing nó hiện lên em ạ. Rồi, thì bây giờ chúng ta hãy cùng test thử coi là hai con nhân vật này như nào nha anh em. Con này thì nó không có đam nên mình nghĩ nó sẽ là một cái con búp gì đó. Rồi, thì bắt đầu vào trận đấu để mình test thử coi là hai cái nhân vật mới này nó có gì xịn sọt bò hay không nhé. Thì nữa nó sẽ ra những nữa mình sẽ lên cấp cái này mình sẽ review tiếp anh em ạ. Chứ bây giờ mình không thể nào mà unlock mấy cái tier trên được hết anh em ạ. Chúng ta phải đợi 3 ngày mới mở được anh em. Thì cái battle pass này mình nghĩ sẽ là khoảng 1 tháng thì chúng ta sẽ được một cái, thì nó cũng được anh em ạ. Không phải là tốn kém quá nhiều lực của anh em đâu. Rồi, thì mình sẽ bắt đầu cái trận đấu nha anh em. 3 days later. Vâng anh em ạ, và mình tính vào cái review trận đấu anh em, nhưng mà nó có một cái điểm rất là hay luôn nè anh em ạ. Đó là chúng ta không cần phải nạp tiền nha anh em. Chúng ta không cần phải nạp tiền, chúng ta vẫn có thể sở hữu được nó anh em ạ. Thông qua cách nào? Đó là thông qua cái việc là chúng ta có thể mở được ở trong đây anh em ạ. Mình mới phát hiện ra luôn anh em, mình thấy mình phát hiện ra, mình quay lại clip mình quay lại cho anh em coi liền. Tức là cái này nó không hút máu người chơi nha, chúng ta vẫn có thể kiếm được một cách mà free như vậy. Nhưng mà thôi, mình mua được thì mình mua anh em nào mà không có tiền thì anh em vẫn có thể mua được như bình thường, rất là ngon anh em. Vậy là chúng ta biết là cái này nó cũng không hút máu lắm. Thì anh em đây, anh em có thể mua cái này và đi chơi như bình thường nha anh em ạ. Mình sẽ run thử x10 cái coi nó có đủ may mắn hay không, mà mình nghĩ là cũng được anh em ạ. Rồi ok, mình có dư cái này nữa mình sẽ tặng. Ô, phải lộn hai cái luôn anh em. Hên nhờ anh em. Rồi thì ok, mình đã có được thêm hai cái này nữa thì nữa mình có thể là mình sẽ tặng cho một số cái mình sẽ tặng cho cái ạc clone của mình anh em ạ, để cho nó có cái battle pass để nó hay anh em. Rồi thì ok, đó là một cái phát hiện mà rất là hay đúng không anh em ạ. Tại vì nếu mà cái này nó free thì nó rất là tốt anh em ạ. Anh em sẽ không thể nào mà nói cái game này em rác được. Thì anh em nào mà muốn có những cái unit này mà free thì đó, anh em có thể vào đây roll, nhưng mà anh em phải cam banner nha anh em. Rồi khi mà mình trang bị cái này vô thì mình bị nó chim ụt nè anh em ạ, nó buồn ngủ. Rồi thôi, bắt đầu vào review cái unit thôi anh em. 3 days later. Rồi mà thì với cái việc là cái đồ đó mua được thì mình nghĩ là cái vấn đề mà mấy cái unit này thì chắc là anh em cũng sẽ có tương lai thôi. Thế nên là mình sẽ review những cái con này nhanh nha các bạn à. Dưới đây mình sẽ review con này cho anh em coi. Con này là Roden Ramsay. Roden Ramsay của chúng ta là một cái unit búp máu cho nhà nha anh em ạ. Rồi thì mình sẽ xì bam một cái con quái ra thì nó búp máu ở nhà thôi, nên là nó chắc là nó cũng không có gì đặc biệt đó hết anh em. Thì mình nếu mà nó búp máu ở nhà thì mình hãy cùng so sánh thử coi là nó sẽ cho bao nhiêu nha anh em ạ. Rồi mình sẽ up lên max cấp luôn nha anh em. Wow. Thì khi mà up lên nó sẽ cho chúng ta thêm cái bát dĩa mới New Kitchen 2, tức là thêm một cái ôi đẹp đó chứ. Mình đánh giá là cái này nó đẹp anh em ạ. Cái blessing của con này làm rất là kỹ lưỡng luôn. Up lên thêm cấp nữa. Đó. Rồi thì nhìn chung sơ bộ nha, là cái unit này làm khá là chỉnh chu anh em ạ, không gì đặc biệt hết. Đấy, có được một cái blessing nhìn nó khá là cute, mình đánh giá là như vậy. Mình hôm nay cùng review thử coi thanh niên này nó sẽ mạnh hay không nhé. Con này là con World Traveler. Nó là một cái unit mà nó có cái hệ ở đây. Hệ của nó là hệ nước nha anh em ạ. Ơi mà cái con này không biết mình đặt được hai con hay không. À con này không đặt được hai con anh em. Nó là unit búp máu nhà nên là không đặt được hai con, cũng như là không có búp không có mà thêm chúng ta không có chơi cái kiểu mà BD, chúng ta chơi ra cả đống con để búp nhà được, không bán được luôn nha anh em ạ. Rồi bây giờ hãy cùng update cái con này lên một vài cấp độ coi nó như nào nha anh em. Con này thì mình nhìn nó sử dụng cái cung nó khá là giống con Uru anh em ạ. À cái con này là trong cái bộ chuyển sinh như nè, mà mới vô nó có cái con nhện với cái con này đi theo nè anh em ạ. Mình không có nhớ bộ đó, nhưng mà mình nhớ anh em ạ, nó có một, nó đeo 10 cái nhẫn để nó
nó kìm hãm cái sức mạnh mình lại anh em. Mình có coi review phim anh em nhưng mà mình không có biết nó là con nào anh em, mà anh em nào biết đã là cầm lận của mình nha. Tối nay mình cày cái bộ nó full anh em ạ. À, mình tự mình nhớ anh em ạ. À. Tại cái thời gian mình làm video nó nhiều quá anh em, mình không có thời gian coi video. À, mà mình phải cày game kiểu đồ rất là nhiều nên là mình không có thể nào mà coi mấy cái bộ anime được. Thế nên là nếu mà mình có mà cái gì mà sai sót mong nên bỏ qua. À, mà mình sẽ cố gắng mình cày cái bộ này để cho biết cái thông tin thanh niên này hơn, tại vì cái mình cũng thích với cái thể loại mà kiểu như vậy, mới vô chuyển sinh là main OP hành hạ với con quái thì nó cũng hay anh em ạ. À. Rồi bây giờ thì đặt cái thanh niên này ra để coi phòng thủ chơi ch như nào nha anh em. Rồi thì chúng ta sẽ cùng nâng lên một vài cấp độ thôi. Cấp độ đầu tiên sẽ cho chúng ta thêm 11 rank 100 đam với cái lượng tiền là 250, hơi ít đam. Cấp độ tiếp theo cho chúng ta 11 rank thêm 250 đam, không có gì quá là khác biệt. Cấp độ tiếp theo sẽ cho chúng ta 11 rank thêm 300 mấy chục đam nữa, nó cũng không đặc biệt lắm anh em. Rồi nhưng mà mỗi lần nâng cấp anh em thì cái AOE của anh ta sẽ nhích lên một ít anh em ạ. Và cái hoạt ảnh tấn công của nó cũng khá là đẹp. Khá là hoành tráng chứ. Để mình coi thử coi. Coi kỹ nha, coi đứng từ xa nha anh em. Anh ta sẽ đứng lên, sau đó anh ta triệu hồi mấy cái quả cầu chiếu 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 xuống kẻ thù anh em ạ. Nhìn cũng khá là xịn sọt, bọt cười chứ không có gì, nhưng mà lượng đam này phải nói là hơi ít ỏi thật. Cấp tiếp theo cộng thêm 11 rank và cộng thêm 70 700 đam. Cấp tiếp theo cộng thêm 11 rank và cộng thêm 900 đam. Và cấp độ cuối cùng sẽ cho chúng ta là Water Beam, tức là trưởng nước anh em ạ. À. Và cho chúng ta thêm 1000 đam, cũng đồng thời là không cho chúng ta thêm gì hết. Rồi, hơi yếu, mình đánh giá là con này hơi yếu nha các bạn ạ. À. Tại vì sao con này yếu anh em biết không? Cái con này yếu á là tại vì những cái bạn newbie, các bạn cũng có thể cày được anh em ạ. À. Những cái bạn newbie vẫn có thể đi cày cuốc những cái ải, các bạn cũng có thể lên được. Tại để lên một cấp độ anh em, chúng ta chỉ cần đi có đâu hai ba ải thôi là chúng ta lên được cấp độ 3 rồi và chúng ta có thể sở hữu được con này. Thế nên mà cái việc mà cho những cái bạn mà cấp 1 á, mới vô các bạn có được cái một cái unit mà quá mạnh nhưng mà thì nó sẽ không có hay lắm anh em. Thì cho cái con này mình đánh giá là nó là hợp lý, nhưng mà cái sức mạnh của nó thì không phải là quá là áp đảo cái những cái story mới, cái giá tiền nó cũng không đắt lắm. Con này sẽ là một cái sự khởi đầu dành cho những cái bạn nớp tu pro này mà. Thật là may mắn là mình cũng có một cái nớp tu pro này mà, nhưng mà có vẻ là cạc đó nó cũng bắt đầu nó hơi pro rồi. Và cái unit này nó cũng không cần lắm. Thì với cái việc là mình đã mới roll ra được hai cái battle pass nên là mình sẽ gift cho cái acc kia của mình một cái battle pass để mình chơi game nó nhàn sướng anh em. Chứ lại là cho cái phần mà cày cuốc của mình nó thêm kịch tính anh em ạ. Rồi thì cái đó là cái việc của mình anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nâng cái con, mình sẽ up cái con này lên full cho anh em coi nha. Cái con mình không biết sao nhưng mà mình thấy là cái con này anh em có vẻ như là nó sẽ buff nhiều hơn cái con quýt nha anh em, nhưng mà bù lại á, hoặc con quýt nó sẽ buff cho chúng ta thêm vàng đó, vàng không nhiều lắm nhưng mà nó có buff thêm vàng, mình nhắc nhở cho anh em vậy thôi. Con này nãy giờ mình thấy là nó buff một lần 800 máu nhà thì mình nghĩ là cái lượng buff của nó sẽ mạnh hơn cái con quýt. Thì anh em nào mà có quýt á, anh em hãy kiểm chứng lại cho mình nha, mình nhớ là vậy nhưng mà mình không có chắc nữa. Rồi bây giờ mình hãy cùng mát boost cho anh em coi, dù sao review mình cũng phải có tâm một tí xíu anh em ạ. Thường là mình review mình sẽ gọi là mát boost hết cho anh em coi cái chỉ số của nó như thế nào, sau mình mới gọi là kết thúc anh em ạ. Rồi thì cá nhân mình thấy là cái con này thì nó ổn cho những cái bạn mà free to gọi là chơi free anh em ạ. Với cái việc là nếu mà anh em lên cấp mà 100 anh em có thể kiếm được battle pass như thế này thì cái con này nó cũng không phải là quá là khó khăn với anh em. Rồi thì ở đây là cái con này mát boost sẽ được 12.000 đam, 117 rank và rank là tốc đánh là cái tốc đánh là 6 giây này mà. Con này thì dành cho những cái bạn mà newbie sử dụng thì sẽ rất là ngon anh em ạ. Có thể gọi là dọn dẹp mấy cái story nó dễ dàng với cái lượng rank khổng lồ thế này. Rồi thì cái đó là cái đánh giá sơ bộ của mình về hai cái unit này. Ngoài ra thì cái phần mà Battle Pass thì chắc là trong cái video này thì anh em cũng đã thấy được là cái sự mà ưu ái của nhà phát hành cho game chúng ta. Mặc dù á nha là mình nghĩ đây là sẽ là cái lần nâng cấp để là cái lần update để mà nhà phát hành người ta kiếm tiền bằng cái việc là hút máu người chơi, bằng cái việc bán cái Battle Pass này bằng giá là 800 Robux anh em. Và thật sự là nếu mà cái mà họ họ làm như vậy mình cũng hiểu anh em, mà tại game chúng ta ra được 2 năm rồi đó và ít ít có khi nào mà cái event nó có hút máu anh mà. Cùng lắm là em có nạp vô game này mình nghĩ là cũng chỉ mua VIP thôi để cho nó ít hai cái kia thôi, chứ không, mình không nghĩ là có nhiều anh em mà nạp tiền vô để mua mấy cái mà kiểu cấp sun đâu. Nhưng mà nếu mà ra cái battle pass này mà hút hút máu bằng robot á, mình cũng hiểu anh em, ra 2 năm rồi không có cái tiền trả cho dev này ra mấy cái này để hút máu cũng được, mà không ngờ là người ta lại ra cái việc là có thể roll bằng cái MR này mà. Điều đó thì chắc là sẽ làm cho nhà phát hành đói tiếp anh em ạ. Thì thôi, mong là anh em sẽ hiểu nhà phát hành là tại sao mà họ lại phải ra những cái đợt nâng cấp như thế này. Tại vì anh em phải biết là một cái kinh phí mà duy trì cái game này rất là khổ anh em ạ. Để mà làm được cái con game như thế này thì nghe hồi sáng update là phải 400 người mà vô hỗ trợ update. Nhưng mà nghe ra được cái bản update như thế này anh em chơi như cứt thì tôi cũng thấy hơi kỳ anh em ạ.
mình đánh giá là update thì cũng khá là hay, với cái việc là cho thêm cái battle pass này vô cũng như là rất là chỉnh chu trong cái việc là tạo hình nhân vật. Ở đây chúng ta có thấy là cái con Roland Ramsay này anh em ạ, nó cho mình một cái blessing rất là đẹp luôn, thì mình ủng hộ cái game mà cứ ra thêm như vậy anh em ạ. Qua cái tháng sau thì nó sẽ đổi battle pass và chúng ta sẽ cày cuốc tiếp đó, thì nó sẽ khiến cho game mình hấp dẫn hơn, cũng như là những newbie mới thì nó sẽ có nhiều việc để làm hơn anh em ạ. Rồi cái đó là cái đánh giá của mình về cái bản update này, mình thấy là cái update này rất là hay anh em ạ. Anh em nên thử nào trải nghiệm lại cái game này đi ha. Anh em thấy mà game gác thì thôi, anh em vắng mở thì chợ vắng đông thôi anh em ạ, mình không có ý kiến nhiều. Rồi cảm ơn anh em đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác nhé. Giờ thì bye bye.